giàu thế nhỉ. Rồi chúc sức khỏe nhé nha. Thôi đầu năm vui may mắn tốt. Thế là vui rồi nhé. Là sao cũng được. Ừ. Thế nào có gì đưa đâu tạt qua đây vào bà em. Đấy, các bác khách hàng đến ủng hộ cho ít sản phẩm mới. Clip trong ngày thôi. Đấy. Rồi, tiện đây em cũng giới thiệu cho các bác về một con điện số điều hòa. Đây. Một ít số sản phẩm điều hòa và hút ẩm các em. Thì bác nào có nhu cầu cái gì thì liên hệ với em cái đấy. Rồi thôi, em xin ngắn rút ngắn video tại đây. Vâng, xin chào các bác.